khi giả thuyết virus bị lọt ra từ Viện Virus Học Vũ Hán của Trung Quốc đang khiến thế giới đau đầu về các cuộc điều tra, thì mới đây một chuyên gia bất ngờ cảnh báo về nguy cơ rằng hàng ngàn phòng thí nghiệm trên toàn cầu có thể trở thành cửa ngõ cho những nhóm tội phạm đầy tinh vi. Tại sao như vậy? Mặt khác, khi một cựu quan chức Mỹ tiết lộ các vụ dò dỉ virus có thể xảy ra rất thường xuyên, thì Trung Quốc có động thái đáp trả gì đáng chú ý? Xin mời quý vị theo dõi điểm tin quốc tế trên kênh FBNC. Thưa quý chào mừng quý vị đã đến với điểm tin quốc tế được phát sóng trên kênh fbnc để tìm hiểu về những lo ngại về mức độ an toàn sinh học của các phòng thí nghiệm toàn cầu. Xin mời quý vị cùng đến với điểm nóng của fbnc ngay sau đây. nhà khoa học Trung Quốc trong và ngoài nước đang hợp lực soạn một bức thư gửi tạp chí Science để bác bỏ giả thuyết nCoV lọt từ phòng thí nghiệm. Họ phẫn nộ trước việc Tổng thống Mỹ Joe Biden chỉ đạo các cơ quan tình báo điều tra về nguồn gốc COVID-19. Theo Global Times, nỗ lực chính trị hóa câu hỏi về nguồn gốc COVID-19 do chính phủ Mỹ dẫn dắt gần đây đã khiến giới khoa học Trung Quốc gia tăng sự bất bình. Nhà dịch tễ học Trung Quốc Zheng Guang mỉa mai rằng, thật nực cười khi để các đơn vị tình báo làm công việc đáng lẽ thuộc về các nhà khoa học. Động thái đáp trả của giới khoa học Trung Quốc được cho là nhằm vào một bức thư gửi tạp chí Science của 18 nhà khoa học quốc tế vào hôm 14 tháng 5. Trong thư, các nhà khoa học cho rằng giả thuyết nCoV lọt từ một phòng thí nghiệm Trung Quốc phải được tìm hiểu sâu hơn, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra thích hợp. Mặt khác, khi giả thuyết virus nCoV rò rỉ từ phòng thí nghiệm đang là đề tài nóng hổi trên các mặt báo. Một chuyên gia nổi tiếng người Anh, ông Hamish de Golden, Gordon, mới đây kêu gọi nhóm cường quốc G7 siết chặt quản lý các phòng thí nghiệm. Ông cảnh báo nếu quản lý lỏng lẻo, hàng ngàn cơ sở nghiên cứu có thể bị lợi dụng như cửa ngõ cho những nhóm tội phạm khủng bố. Cụ thể hiện nay có hơn 3.000 cơ sở thí nghiệm trên toàn cầu có rủi ro an toàn sinh học ở mức 3 trong 4 cấp, tức là có rủi ro an toàn sinh học khá cao. Điều đáng nói là phần lớn trong số này thường lưu giữ xét nghiệm nhiều loại virus chẳng hạn như Covid-19. Các cơ sở ở những nước như Iran, Syria và Triều Tiên vẫn luôn được xem là những phòng thí nghiệm đáng lo ngại. Trong khi đó, ta có thể thấy nhiều quốc gia suốt những thập kỷ qua đã tăng cường kiểm soát vũ khí hạt nhân và sau đó là vũ khí hóa học, cũng như nghiên cứu sản xuất chúng. Những vũ khí này đã khiến nhiều người thiệt mạng, như hàng nghìn người Kurd ở Iraq chết vì vũ khí hóa học năm 1988 hay vô số người Syria trong suốt những năm nội chiến. Theo số liệu chính thức, tổng số ca tử vong COVID-19 trên toàn cầu hiện nay là hơn 3,5 triệu ca. Mặc dù Tổ chức Y tế Thế giới cho biết số liệu thực tế có lẽ đã chạm tới khoảng 8 triệu hoặc thậm chí lớn hơn. Với thực tế này, ông John Simpson, biên tập viên của BBC cho rằng khả năng virus thoát từ một trong số 3.000 phòng thí nghiệm không được kiểm soát nghiêm ngặt có thể khiến mối đe dọa sinh học trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết. Thưa vị, còn bây giờ từ khóa với hơn 200.000 lượt tìm kiếm là Tunja Massacre, vụ thảm sát Tunja. Vừa qua, hàng trăm người đã tham dự một nghi lễ tưởng niệm bên ngoài nhà thờ giám lý châu Phi Veden tại thành phố Tunja, bang Oklahoma của Mỹ nhằm đánh dấu 100 năm ngày xảy ra vụ thảm sát ra máu ở Tunja, một trong những vụ thảm sát phân biệt chủng tộc đẫm máu nhất trong lịch sử của nước Mỹ. Theo báo cáo vào năm 2001 của Ủy ban chống bạo loạn chủng tộc, cơ quan do chính quyền bang Oklahoma thành lập, để điều tra về sự kiện thì chỉ trong vòng 18 giờ do thảm kịch năm 2021 đã có khoảng 100 tới 300 người thiệt mạng và hơn 8.000 người mất nhà cửa, hàng ngàn ngôi nhà bị đốt cháy, cướp bóc, các tòa soạn trường học, thư viện, bệnh viện, nhà thờ và nhiều doanh nghiệp khác của người da màu cũng nằm trong danh sách bị thiệt hại. Bà Olivia Hooker, một nhân chứng sống sót sau thảm kịch, kể rằng bà thật đau đớn khi phát hiện mình bị ghét chỉ vì màu da. Trước khi qua đời, bà từng nói họ lấy đi mọi thứ mà họ nghĩ là có giá trị và đập phá toàn bộ những gì còn lại. Bạn không thể quên chuyện như vậy. Khi đó tôi còn nhỏ, không biết gì về thiên vị và định kiến. Thật đau đớn khi phát hiện mọi người ghét bạn chỉ vì màu da, tôi mất một thời gian dài để vượt qua những cơn ác mộng. Quý vị vừa theo dõi phần điểm nóng và từ khóa trong ngày và để tiếp tục bản tin thì Thu Hiền xin mời quý vị đến với phần 2 điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong vòng 24 giờ qua. quý vị bác bỏ những lời chỉ trích từ Nga và Trung Quốc thì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin mới đây khẳng định lực lượng quân đội Mỹ là tốt nhất trên thế giới hiện nay. Phát biểu được đưa ra không lâu sau quân đội Mỹ bị chỉ trích vì chiến dịch tuyển dụng binh lính mới với hình ảnh quảng cáo miêu tả câu chuyện binh đẳng giới về người lính được hai người mẹ nuôi dưỡng. Phản hồi lại, ông Austin cho rằng quân đội Mỹ vẫn vượt trội hơn rất nhiều so với các nước khác nhờ chính sự đa dạng của từng thành viên và các công nghệ tiên tiến. Liên quan đến Trung Quốc và các mối đe dọa mà nước này đang gieo rắc ở châu Á, thì vừa qua, theo phân tích dữ liệu của tờ The Guardian, năm 2019 hơn một nửa số khoáng sản, gỗ, hải sản xuất khẩu từ Thái Bình Dương đều đổ về Trung Quốc, gây lo ngại về phát triển bền vững. Với 4,8 triệu tấn gỗ, 4,8 triệu tấn khoáng sản và 72.000 tấn thủy sản nhập khẩu, khối lượng tài nguyên mà Trung Quốc hút từ khu vực Thái Bình Dương nặng hơn 10 quốc gia nhập khẩu tiếp theo cộng lại cũng liên quan đến Trung Quốc thì tờ thời báo Hoàn cầu dẫn thông báo từ tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc CNOOC mới đây cho biết giàn khoan biển sâu số 1 nặng hơn 100.000 tấn sẽ được kéo ra biển Đông để khai thác khí tự nhiên ngay trong tháng 6 này. Cũng theo CNOOC thì biển sâu số 1 là giàn khoan đầu tiên trên thế giới, ước tính mỗi năm giàn khoan biển sâu số 1 có thể khai thác 3 tỷ mét khối khí tự nhiên. Thực vị nguồn tin từ Taiwan News cho biết sau giai đoạn 1 của cuộc tập trận Hán Quang 37 thường niên trong tháng 4 kéo dài 8 ngày thì cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết nhiều đơn vị đặc nhiệm Mỹ sẽ đến hòn đảo này để huấn luyện với các đối tác Đài Loan. Giới chuyên gia cho biết sự xuất hiện của quân đội Mỹ phản ánh sự lo ngại của Washington về một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan. Các binh sĩ Mỹ sẽ phải cách ly và xét nghiệm âm tính với Covid-19 trước khi được đưa đến các căn cứ quân sự của Đài Loan. Cũng tại khu vực châu Á, thì quân đội Myanmar dùng đại bác và trực thăng tấn công các nhóm vũ trang thiểu số ở miền đông của đất nước vào hôm qua, ngày 31 tháng 5. Cuộc không kích đã khiến nhiều cư dân địa phương phải sơ tán khẩn cấp, núi dài danh sách hơn 100.000 người mất nhà cửa trong hàng loạt vụ giao tranh ác liệt. Theo tờ báo Nikkei, thì cùng lúc đó, Liên minh Anh Em cùng 3 nhóm nổi dậy đã cùng hợp sức tiến công vào căn cứ quân đội Myanmar ở phía tây bắc của bang Shan, khiến cho 11 binh sĩ thiệt mạng. Thực vị một thông tin gây sốc vừa được ghi nhận trong nội bộ nước Mỹ khi một trong năm cố vấn an ninh quốc gia được bổ nhiệm trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, Michael Flynn, dường như đã gợi ý rằng một cuộc đảo chính giống như Myanmar nên xảy ra Hoa Kỳ. Được biết, ông Flynn đã đề cập đến vấn đề này trong một cuộc hội nghị của những người ủng hộ thuyết QAnon ở Texas. Đang nói là những người quá khích còn lên tiếng ủng hộ cuộc đảo chính ở Myanmar coi đây là một sự thức tỉnh. Mới đây, thì Trung tâm Quốc gia về quản lý quốc phòng của Nga thông báo rằng chiến đấu cơ Su-27 của Nga đã bám sát một máy bay ném bom chiến lược B-52H của không quân Mỹ trên vùng trời biển Baltic. Chiến đấu cơ của Nga sau đó đã trở về căn cứ của mình khi chiếc máy bay quân sự Mỹ quay đầu và bay theo hướng ngược lại với biên giới của Nga. Cũng liên quan đến Nga thì Bộ Quốc phòng nước này vừa qua tuyên bố sẽ thành lập khoảng 20 đội quân và đơn vị quân sự mới tại vùng biên giới phía Tây vào cuối năm nay. Ngoài ra thì quân đội của quân khu phía Tây của Nga sẽ nhận được khoảng 2.000 loại khí tài mới bổ sung trong năm nay. Lập luận cho động thái của mình thì Bộ trưởng Quốc phòng Nga đã cáo buộc mối đe dọa quân sự của NATO gần biên giới Nga đang gia tăng khi liên minh này đẩy mạnh cường độ các chuyến bay hàng không chiến lược, sự hiện diện của các tàu chiến mang tên lửa hành trình và số lượng các cuộc tập trận. Ở một diễn biến khác thì Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ trả chuyên gia Nga về nước nhằm xoa dịu lo ngại của Washington xoay quanh thương vụ Ankara mua tên lửa S400. Thông tin được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã chuẩn bị gặp người đồng cấp Mỹ Joe Biden bên lề hội nghị thượng đỉnh của NATO vào tháng 6. Washington lo ngại lực lượng của Moscow hiện diện tại Thổ Nhĩ Kỳ có thể tiếp cận và thu nhiều dữ liệu tình báo về các công nghệ bí mật của NATO. Liên quan đến một nghi vấn về Triều Tiên, thì nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đã không xuất hiện trước công chúng trong suốt 24 ngày qua, đánh dấu sự vắng mặt lâu nhất của ông trong năm nay. Nghi vấn này đã được người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lee Jong-ju gợi lên trong một cuộc họp báo thường kỳ. Theo tuyên bố, thì nhà lãnh đạo Triều Tiên được nhìn thấy lần cuối trước công chúng vào ngày 6 tháng 5 khi ông tổ chức một buổi chụp ảnh với các thành viên trong gia đình quân nhân sau một buổi biểu diễn nghệ thuật. Chuyển sang một số thông tin về đại dịch đáng chú ý, thưa quý vị, trong cuộc họp gần đây thì các lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới đã thừa nhận virus corona hiện vẫn đang chiếm ưu thế và nằm ở kèo trên. Chúng xuất hiện một cách thường xuyên hơn và âm thầm hơn, khiến cho thế giới đảo lộn và mất cân bằng. Tổng giám đốc WHO nói đã đến lúc phải có một hiệp ước phản ứng với đại dịch với những cải cách quyết liệt nhất. Trong khi đó thì Malaysia vừa thông báo ghi nhận hơn 82.300 ca dương tính nCoV ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giữa lúc dịch COVID-19 diễn biến phức tạp ở nước này, dù chưa có bệnh nhân nhỏ tuổi nào phải vào phòng chăm sóc tích cực, giới chức nước này khuyên các bậc cha mẹ không nên chủ quan và có trách nhiệm hơn trong việc bảo vệ các con khỏi virus như tránh tới chỗ đông người. Thực vị Peru vào hôm thứ Hai gần như đã tăng gấp 3 lần tổng số ca tử vong vì Covid-19 lên mức hơn 180.000 người. Và theo cập nhật mới nhất, thì Peru đã trở thành nước có tỷ lệ tử vong cao nhất tính trên bình quân đầu người. Trước đó, Peru đã là một trong những điểm nóng dịch bệnh ở khu vực Mỹ-Latin kể từ khi Covid-19 bùng phát. Thực vị Palau, đảo quốc Thái Bình Dương từng khởi động bong bóng du lịch đầu tiên ở châu Á giờ đây chính thức ghi nhận ca bệnh Covid-19 đầu tiên. Bộ Y tế Palau cho biết ca nhiễm là một hành khách đến Palau vào đầu tháng 5, mặc dù đã có kết quả xét nghiệm Covid-19 âm tính lần 1 trước khi khởi hành tới Palau và tiếp tục có kết quả âm tính lần 2 trong lúc cách ly hai tuần, nhưng người này sau đó lại có kết quả xét nghiệm dương tính Thực vị WHO vừa quyết định sửa đổi cách gọi tên các biến chủng của virus SARS-CoV-2, đó là do các tên khoa học như b 1 7 B.1.617.2 quá phức tạp để ghi nhớ trong khi việc gọi biến chủng gắn với địa danh lại dẫn đến tư tưởng kỳ thị, thù ghét. Theo đó thì chúng được đặt tên theo bảng chữ cái Hy Lạp Thưa vị truyền thông Ấn Độ vào hôm 31 tháng 5 đưa tin lãnh đạo Hem Kumar Singh của quận Etawa, bang Uttar Pradesh, miền Bắc của đất nước đã yêu cầu các cửa hàng chỉ bán rượu cho người đã tiêm vaccine COVID-19. Ông Singh hôm 1 tháng 6 khẳng định ông không bắt buộc thực hiện quy định trên mà coi đây là biện pháp khuyến khích người dân tiêm vaccine càng sớm càng tốt. Thông tin đáng chú ý khác, một băng nhóm có vũ trang đã bắt cóc 150 học sinh từ một trường học hồi giáo và bắn chết một người ở Bang Niger, miền Trung của Nigeria vào ngày 30 tháng 5. Theo truyền thông thì các nhóm vũ trang đã gây ra những vụ bắt cóc đòi tiền chuộc được cho là đứng sau hàng loạt cuộc đột kích vào các trường học ở miền Bắc Nigeria trong những tháng gần đây. Còn bây giờ là một số thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, theo danh sách tỷ phú của Forbes, thì có 9 tỷ phú nổi lên nhờ đầu tư và sản xuất vaccine COVID-19. Tổng tài sản dòng của 9 người này lên đến 19,3 tỷ đô la Mỹ, nhiều gấp 1,3 lần số tiền cần thiết để tiêm ngừa cho toàn bộ dân số các quốc gia thu nhập thấp nhất. Chiếm 10% dân số thế giới nhưng những quốc gia này mới chỉ nhận được 0,2% nguồn cung vaccine toàn cầu do sự thiếu hụt trầm trọng. Vừa qua, thì Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết nước này đang phát triển khu công nghiệp xanh lớn nhất thế giới đặt tại Bắc Kalimantan, Cantara và đây là khu vực có tiềm năng lớn trong việc phát triển năng lượng tái tạo. Theo ông Jokowi, việc phát triển một mảng xanh phù hợp với tầm nhìn của Indonesia về việc xây dựng một thị trường carbon với tư cách là nước sở hữu trữ lượng carbon lớn nhất thế giới. Thực vị theo số liệu mới nhất từ cơ quan thống kê liên bang Đức đã status thịt giá tiêu dùng tại nền kinh tế hàng đầu châu Âu này tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, khi Đức phục hồi sau đợt bùng phát dịch Covid-19 và tăng khoảng 0,5% so với tháng 4. Lần gần nhất lạm phát chạm mức này là vào tháng 9 của năm 2011. Trong nỗ lực đưa nền kinh tế thoát khỏi bóng đen của đại dịch Covid-19, thì mới đây chính quyền đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đã cho phép một số giám đốc điều hành của các ngân hàng, tổ chức tài chính hàng đầu đặc khu được miễn kiểm dịch Cụ thể, các nhà lãnh đạo sau khi đã được tiêm phòng đầy đủ có thể nộp đơn xin miễn kiểm dịch mỗi tháng. Tuy nhiên, họ phải đặt các phòng trong khách sạn cách ly hoặc một địa điểm đã được phê duyệt nếu cần để công tác. Vừa rồi là phần điểm tin nhanh về tình hình thế giới trong 24 giờ qua. Để giúp quý vị có những phút giây thư giãn sau một ngày làm việc mệt mỏi, Thu Hiền xin mời quý vị đến với phần cuối của bản tin Giải trí cuối ngày. Dung nham phun chảy từ núi lửa không còn là hình ảnh xa lạ, nhưng chắc chắn đây là trải nghiệm độc đáo mà quý vị muốn trải nghiệm. Với drone lao thẳng vào miệng núi lửa đang phun trào, YouTuber Joey Hams đã thu được những thước phim tuyệt đẹp đến rùng mình. Được biết, hồi tháng 3 vừa qua, núi lửa Faragdan tại Iceland đã bất ngờ phun trào sau 800 năm yên ngủ. Một sự kiện thu hút nhiều người đến quay phim, chụp ảnh. Trước đó có hơn 40.000 trận động đất xảy ra tại bán đảo này chỉ trong một tháng. và những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin quốc tế xin kính chúc quý vị có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo trên kênh FBC